Chào mừng các bạn đến với Man Anime Official. Mình là Shin và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình điểm qua top 10 quirk mà mình cho là thú vị và hữu ích nhất trong cuộc sống ngoài đời thực nhé. Chất lượng của một quirk không chỉ dựa trên sức mạnh và khả năng chiến đấu của nó. Do đó, bọn mình sẽ chỉ đề cập đến những quirk mà vô cùng hữu ích đối với chúng ta trong thế giới hiện đại, ngay cả khi chúng không dành cho chiến đấu và ngay cả khi không ai khác trên thế giới này sở hữu quirk ngoại trừ bọn mình. Thì điều này có nghĩa là những quirk như là sao chép năng lực hoặc hủy bỏ năng lực cùng với ăn cắp năng lực khác, hoặc những quirk chỉ phù hợp để chiến đấu và không có tác dụng nào khác sẽ không được đưa vào trong danh sách này. Và nếu các bạn thấy có những quirk khác cũng hữu ích không kém mà vẫn chưa có trong video thì hãy thoải mái để lấy ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Ở vị trí số 10 trong danh sách ngày hôm nay chính là Brainwashing. Đây là loại quirk hoạt động ở tầm xa. Người sở hữu quirk này là học sinh của lớp 1C Shinso Hitoshi, và cậu có quyền kiểm soát quirk này khá là tốt. Quirk này cho phép người sở hữu kiểm soát tâm trí của bất kỳ ai đáp lại cậu theo đúng nghĩa đen. Cậu có thể điều khiển và thao túng một hoặc nhiều người cùng một lúc, và mình chắc chắn rằng các bạn có thể tưởng tượng được quirk này sẽ hữu ích như thế nào ở ngoài đời. Các bạn có thể sử dụng nó để nhờ người khác làm việc thay cho mình, cho dù đó có lẽ yêu cầu đứa em của bạn nấu cơm rửa bát cho bạn, hay là điều lớn lao hơn như là cố gắng chiếm lấy thế giới bằng sức mạnh như là Lilach đã từng làm trong Code Geass. Shinso có thể nói chuyện với mọi người một cách bình thường mà không cần kích hoạt nó nếu cậu muốn, và sau đó cậu cũng có thể kích hoạt nó mỗi khi cần. Lý do khiến cho quirk này không xếp hạng cao hơn là vì nó có nhiều hạn chế. Nếu người mà Shinso muốn kiểm soát không đáp lại thì quirk đó sẽ không được kích hoạt, và hiệu ứng của quirk cũng có thể bị phá khi người bị ảnh hưởng bởi nó bị sốc bởi một lực đáng kể, chẳng hạn như là chịu đau hoặc là do sức mạnh của One for All, như là trường hợp của Hitoshi chiến đấu với Deku trong tập thứ 6 của anime mùa thứ 2. Hãy cho bọn mình biết các bạn sẽ làm gì nếu sở hữu quirk này ngoài đời nhé. Đứng ở vị trí số 9 trong danh sách ngày hôm nay chính là Engine, một loại quirk dạng đột biến hoạt động ở cự ly gần. Quirk này cho phép người sở hữu có thể di chuyển cực kỳ nhanh nhờ vào các động cơ đang ở bắp chân của họ. Nó được sử dụng bởi Ida Tenja, lớp trưởng lớp 1A tại trường UA. Động cơ này cần nước cam để làm nhiên liệu, và nó cũng có nhiều bánh răng để người sở hữu tăng tốc độ nhanh hơn. Đây rõ ràng là một quirk rất hữu ích trong cuộc sống thực, bởi vì ai mà không muốn có thể di chuyển với tốc độ tuyệt vời như vậy chứ. Nhu cầu uống nước cam thì cũng không phải là một nhược điểm lớn, vì nước cam cũng khá tốt cho sức khỏe, vitamin C mà. Một nhược điểm khác mà mọi người có thể nhìn thấy cả các động cơ ở chân của người sở hữu. Vì vậy, nếu bạn là người duy nhất có quirk trên thế giới thì bạn sẽ không thể che giấu sức mạnh của mình. Ở vị trí số 8 trong danh sách ngày hôm nay chính là Folder Body, một loại quirk dạng biến hình hoạt động ở cự ly gần, được sử dụng bởi anh hùng chuyên nghiệp số 5, Headshot. Quirk này cho phép người sở hữu kéo giãn các bộ phận khác nhau trên cơ thể, giúp cho anh có khả năng tàng hình và khả năng cơ động cực kỳ tuyệt vời. Headshot có thể biến đổi cơ thể của anh nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, và anh thậm chí có thể xoay người và biến cơ thể đàn hồi của mình thành một thứ vũ khí sắc bén. Hãy tưởng tượng là bạn có thể chui qua những khoảng không gian hẹp nhất để tiếp cận bất cứ thứ gì ngoài tầm với mà không gặp khó khăn, đồng thời di chuyển nhanh đến mức người khác khó có thể nhìn thấy. Bạn có thể theo dõi bất kỳ ai và lẻn vào bất kỳ nơi nào mà bạn muốn. Điều này sẽ khá là tuyệt vời. Mặc dù nếu ở trong tay kẻ xấu thì quirk này sẽ có thể rất là nguy hiểm. Ví dụ như là nếu Mineta có nó, các bạn sẽ biết cậu ta sử dụng nó để làm gì rồi đấy. Ở vị trí số 7 trong danh sách ngày hôm nay chính là Tape, và lại quirk dạng đột biến hoạt động ở tầm xa. Quirk này cho phép người sở hữu bắn băng từ khuỷu tay và có thể bắn nhiều sợi băng cùng một lúc, và người sở hữu cũng có thể rút chúng trở lại khuỷu tay khi không cần đến nữa. Nó được sử dụng bởi Zero Hanta ở lớp 1A. Bản thân băng này thì cũng rất mạnh, và nó có thể được sử dụng để quấn đối thủ trong các trận chiến. Nhưng mà nếu không chiến đấu thì nó cũng có thể được sử dụng để di chuyển xung quanh bằng cách đu dây như là người nhện. Số lượng băng mà Zero có thể bắn ra có giới hạn, và nếu cậu sử dụng quá nhiều băng thì sẽ phải chịu những hậu quả về thể chất như là khô da. Nhưng điều này có vẻ như là một cái giá khá là nhỏ cho việc trở thành người nhện nhỉ. Ở vị trí số 6 trong danh sách ngày hôm nay chính là Clones, một loại quirk dạng phóng xạ hoạt động tầm xa. Quirk này được sử dụng bởi anh hùng chuyên nghiệp Ectoplasm, anh cũng là một giáo viên tại UA. Nó cho phép người sở hữu đẩy một vật chất ngoại sinh ra khỏi miệng, và từ đó có thể biến thành nhiều bản sao của anh ấy. Ectoplasm có thể tạo ra tối đa là 30 bản sao cùng một lúc, và có thể hơn tại thời điểm này. Anh cũng có thể tạo ra một bản sao khổng lồ có khả năng nuốt và giam giữ đối thủ ở bên trong cơ thể của nó. Bởi vì quirk này mang lại nhiều khả năng chiến lược nên điểm kỹ thuật của Ectoplasm cũng là 5/5. Nhưng ngay cả khi không chiến đấu thì quirk này vẫn cực kỳ hữu ích. Hãy tưởng tượng xem, hoàn thành rất nhiều công việc nếu bạn có 30 bản sao của chính mình.
và vì người sở hữu có thể làm cho bản sao biến mất bất kỳ lúc nào, nên bản sao sẽ không có nguy cơ trở thành mối phiền toái cho bạn. Khi mình nghĩ về khả năng có một bản sao ngồi giúp mình trong giờ học, còn mình thì lại ở nhà và xem anime, thế thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xếp quirk này vào top 4 năng lực hữu ích nhất mà mình muốn sở hữu nhất nhỉ? Đứng ở vị trí số 5 trong danh sách ngày hôm nay chính là Transparency, một loại quirk dạng đột biến hoạt động ở cự ly gần. Quirk này cho phép người sở hữu hoàn toàn không bị nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vì nó không áp dụng cho quần áo nên là để hoàn toàn vô hình thì người sở hữu phải khỏa thân. Chủ nhân của nó là Hagakure Toru ở lớp 1A, và nó dường như hoạt động trên cơ sở điều khiển ánh sáng, bởi vì cùng với khả năng tàng hình thì người sở hữu cũng có thể tạo ra những tia sáng gây chói mắt và sử dụng những tia sáng này để làm vũ khí. Khả năng trở nên vô hình sẽ cực kỳ hữu ích trong thế giới thực. Bạn có thể không bị chú ý và đi vào bất kỳ vị trí nào mà bạn muốn. Bạn cũng có thể nghe trộm mọi người để tìm hiểu thông tin quan trọng. Và bạn cũng có thể thống trị mọi trò chơi trốn tìm. Nếu bạn từng muốn trở thành một điệp viên hoặc sát thủ, đây sẽ là quốc hoàn hảo nhất dành cho bạn. Nhưng lý do nó không xếp hạng cao hơn trong danh sách này là vì mình chưa bao giờ thấy Toru thực sự tắt khả năng này đi. Việc trở nên vô hình thì thực sự hữu ích đấy, nhưng đôi khi mình lại không muốn tàng hình. Vì vậy nếu đó là nhược điểm của quirk này thì mình sẽ không muốn sở hữu nó. Còn các bạn thì sao? Các bạn sẽ vẫn muốn có một quirk tàng hình nếu như các bạn không thể tắt nó đi chứ? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Đứng ở vị trí số 4 trong danh sách ngày hôm nay chính là Permeation, một loại quirk dạng đột biến hoạt động ở cự ly gần. Được sở hữu bởi Mirio Togata, một học sinh năm 3 tại UA. Quirk này cho phép cơ thể của cậu hoặc các bộ phận cụ thể của cơ thể cậu đi xuyên qua bất cứ thứ gì, dù là chất rắn hay chất lỏng, bao gồm cả tường, sàn và trần nhà. Mặc dù trong thời gian mà cậu kích hoạt nó, cậu không thể sử dụng các giác quan và khi đó không thể nhìn hoặc nghe thấy bất cứ điều gì, và quần áo của cậu cũng sẽ rơi ra vào lúc kích hoạt năng lực. Mirio cũng có thể di chuyển một cách vô cùng hiệu quả từ nơi này đến nơi khác bằng cách sử dụng quirk của mình. Nếu cậu tắt quirk trong khi vẫn đang đi xuyên qua một đối tượng, cơ thể của cậu sẽ nhanh chóng bị bắn ra khỏi đối tượng đó, và theo cách này, nó khiến cho người khác tưởng rằng cậu có thể dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác. Thông qua luyện tập, Mirio có thể kiểm soát hướng khi mà cậu bị bắn ra khỏi đối tượng, cho phép cậu nhanh chóng xuất hiện chính xác ở nơi mà cậu muốn. Không chỉ có thể lẻn vào bất kỳ nơi nào cậu muốn hoặc trốn thoát khỏi bất kỳ nơi nào cậu muốn, Mirio còn có thể làm điều đó nhanh đến mức có vẻ như là đang dịch chuyển tức thời. Nếu bạn đã từng cảm thấy muốn cái lỗ để chui xuống khi gặp phải tình huống khó xử mà không có nụ cười tự tin để xài, hoặc tránh người mà bạn không muốn gặp, thì đây chắc chắn là quirk hoàn hảo dành cho bạn. Đứng ở vị trí số 3 trong danh sách ngày hôm nay chính là Wapket, một loại quirk dạng phóng xạ hoạt động ở tầm xa. Được xếp vào loại quirk cực kỳ hiếm gặp, năng lực này cho phép người sở hữu tạo ra các cổng từ màng sương đen bao quanh anh ta và dịch chuyển các đồ vật và con người đến một vị trí khác, hoặc đưa các đồ vật và con người từ một vị trí khác đến vị trí hiện tại của anh ta. Nó được sử dụng bởi Kurogiri, một trong các thành viên quan trọng nhất của Liên minh Công lý, Liên minh Tội phạm. Kurogiri có thể sử dụng sương mù để che giấu cơ thể của chính mình, nhưng cơ thể của anh ta luôn ở trong màng sương đó. Hạn chế duy nhất của quirk này là người sở hữu của nó phải biết chính xác vị trí nơi mà các cánh cổng sẽ được mở. Vì vậy, Kurogiri không thể chỉ đơn giản là dịch chuyển đến bất cứ nơi nào mà Deku có mặt và bắt cóc cậu, trừ khi anh ta biết chính xác vị trí của Deku. Bọn mình vẫn không biết phạm vi chính xác của quirk này, nhưng mình vẫn cho rằng nó phải có giới hạn nhất định và Kurogiri sẽ không thể đơn giản dịch chuyển bản thân đến lục địa khác hoặc là nơi nào đó xa như vậy, bởi vì nếu như thế thì sẽ thật là điên rồ. Nhưng ngay cả khi quirk này chỉ hoạt động trong cùng một thành phố, hãy tưởng tượng là bạn sẽ không bao giờ bị trễ hẹn và không bao giờ cần phải mất thời gian để chờ đợi tắc đường khi đi học hoặc đi làm, bởi vì bạn có thể dịch chuyển đến đó ngay lập tức. Nếu bạn muốn làm điều gì đó độc ác hơn, thì hãy tưởng tượng rằng bạn có thể dịch chuyển vào bên trong két sắt của ngân hàng và để lại nó trống rỗng sau khi rời đi. Và kể cả bạn có bị bắt thì vẫn có thể dịch chuyển ra khỏi nhà tù mà. Hạn chế duy nhất của nó đó là Kurogiri trông không giống như là một người bình thường. Anh luôn bị bao quanh bởi sương mù và điều này khiến cho mình tự hỏi là liệu anh ta cứ như vậy để che giấu thân phận của mình hay đó là tác dụng phụ của năng lực. Mình nghĩ rằng Wapket sẽ là một quirk cực kỳ đáng kinh ngạc, nhưng mình sẽ không muốn trông giống như là Kurogiri mọi lúc mọi nơi. Bởi vì nếu vậy, mọi người có thể sẽ dễ dàng nhận ra mình và nhận ra rằng mình có điều gì đó quá khác biệt. Và một lần nữa, nếu mình là người duy nhất trên thế giới có quirk thì mình chắc chắn sẽ không muốn bị truy đuổi bởi chính phủ để tiến hành các thí nghiệm khoa học hoặc là bất cứ điều gì tương tự như vậy. Ở vị trí số 2 trong danh sách ngày hôm nay chính là Overhaul, một loại quirk phóng xạ hoạt động khi tiếp xúc. Quirk mạnh mẽ này cho phép người sở hữu tháo rời bất cứ thứ gì anh ta chạm vào và lắp ráp lại sau nó. Nó có thể được sử dụng trên các vật liệu vô cơ như là đá hoặc là thép, hay trên các chất hữu cơ như là con người. Nếu được sử dụng lên một con người,
thì người đó sẽ bị đau đớn lạ thường và có thể trở nên bất động. Nhưng nếu người sở hữu quốc muốn, thì cơ thể của họ sau khi được tập hợp lại sẽ có thể được chữa lành toàn bộ các vết thương và bệnh tật trong quá khứ. Quốc này được sử dụng bởi người đứng đầu của bát tịnh, kẻ cũng có biệt danh là Overhaul. Chisaki cũng có thể sử dụng quốc để phá vỡ các bức tường và sau đó lắp ráp lại để che dấu vết. Và trong chương thứ 146 của manga, người ta ngụ ý rằng Overhaul thậm chí có thể khiến cho người chết sống lại nếu như là Chisaki lắp ráp lại họ ngay lập tức sau khi họ chết. Khi sử dụng quốc thì dường như nó cũng có thể gây ra tổn hại về mặt thể chất cho Chisaki. Hắn ta nổi phát ban và có vẻ như là bị ngứa, nhưng đây là một cái giá quá rẻ để có được sức mạnh này. Bọn mình cũng không chắc được mức độ đầy đủ của sức mạnh này là bao nhiêu. Hãy tưởng tượng không chỉ có thể phá tường hoặc sửa chữa bất cứ thứ gì bị hỏng bằng cách tháo rời nó ra và sau đó lắp ráp lại, mà còn có thể chữa khỏi bệnh cho người khác. Trên thực tế, hãy tưởng tượng bạn có thể hồi sinh những người đã chết và khiến cho họ sống lại, cùng với đó là toàn bộ bệnh tật đã được chữa khỏi. Có vẻ như là quốc này thực sự có thể làm được điều đó. Mặc dù sức mạnh của nó khiến cho người ta kinh hãi, nhưng trong bàn tay của mình, khả năng này có thể được sử dụng để cứu rất nhiều sinh mạng vô tội. Và vì lý do này, nó được xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách này. Ở vị trí số 1 trong danh sách ngày hôm nay chính là Creation, một loại quốc dạng phóng xạ được sử dụng bởi Yaoru Momo của lớp 1A. Quốc này theo nghệ đen có thể tạo ra bất kỳ vật thể vô cơ nào từ cơ thể của người sở hữu từ phần da, và người sở hữu không thể tạo ra vật thể sống, nhưng miễn là cô đã nắm rõ được cấu trúc phân tử của một vật thể, cô có thể tạo ra bất kỳ đồ vô cơ nào bằng cách phá vỡ lượng chất béo trong cơ thể ở cấp độ phân tử và định hình lại nó thành đối tượng mong muốn. Vật chất mà cô muốn sản xuất càng lớn thì diện tích da cần tiếp xúc của cô cũng càng phải rộng hơn. Đây là quốc thứ 3 trong sách này được sử dụng hiệu quả nhất khi người sở hữu khỏa thân. Rõ ràng tác giả có ý đồ gì đó khi tạo ra những năng lực như thế này. Hãy tưởng tượng bạn đang lướt Shopee hay là Tiki, và sau đó thay vì đặt hàng, bạn có thể tự tạo ra nó mà không cần phải trả tiền hoặc là chờ đợi để nhận hàng. Nhưng thậm chí còn điên rồ hơn thế, Momo có thể tạo ra một đống vàng một cách đơn giản và sử dụng nó để khiến cho bản thân trở nên cực kỳ giàu có. Chỉ cần search Google cấu tạo nguyên tử của vàng và Momo sẽ có thể làm cho nó xuất hiện. Mình nghĩ rằng Creation sẽ là quirk hữu ích nhất cần có ngoài đời, và nó không chỉ tiện lợi trong mọi tình huống, từ việc tạo ra chìa khóa dự phòng khi để quên chìa khóa ở bên trong nhà hoặc là trong cốp xe, đến việc tạo ra những chiếc xe khi mà bạn không muốn đi bộ nữa. Bạn cũng có thể sử dụng nó để làm giàu cho mình. Trong số tất cả các quirk trong danh sách này, đây có lẽ sẽ là lựa chọn đầu tiên của mình nếu có thể sở hữu một quirk ngoài đời thực. Và vừa rồi là video về top 10 quirk, 10 năng lực trong My Hero Academia mà mình cho là hữu ích nhất và mình muốn sở hữu nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Manga Anime Official để chúng mình làm được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Mà cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.